đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết World Cup 2023, tranh giải với 31 đội tuyển quốc gia từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023 tại Australia và New Zealand. Để chúc mừng các đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu trong lịch sử giành vé vào chung kết World Cup, hệ thống Di động Việt dành những phần quà thiết thực để đồng hành cùng với đội tuyển. Buổi gặp gỡ và đón tiếp diễn ra trong không khí vui vẻ, thân mật tại cửa hàng Di động Việt ở địa chỉ 3A Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với sự tham dự của huấn luyện viên Mai Đức Chung, các cầu thủ Huỳnh Như, Trương Thị Kiều, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Bích Thủy và Thái Thị Thảo, cùng với nhiều thành viên khác trong đội tuyển. Theo anh Nguyễn Ngọc Đạt, đại diện hệ thống Di động Việt chia sẻ, tận tâm, thiết thực, tạo giá trị thật là thông điệp mà Di động Việt học hỏi được từ chính đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong suốt hành trình của đội. Đơn vị mong muốn lan tỏa những giá trị đó đến với đội ngũ nhân viên, đến với cộng đồng và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong thời điểm vẫn còn chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Tập thể Di động Việt cũng cảm thấy tự hào khi chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của tuyển quốc gia với thành tích vào vòng chung kết World Cup 2023. Đơn vị mong rằng các tuyển thủ sẽ tiếp tục có thêm động lực, niềm tin và nhiều cảm hứng trong hành trình chinh phục giải đấu sắp tới.